Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hủ tiếu sáng nay, ngày 11 tháng 12 năm 2022 trên kênh Phố Núi TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hủ tiếu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phố Núi TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa các bạn, giá hủ tiếu hôm nay ngày 11 tháng 12 tiếp tục ổn định tại thị trường trong nước. Mới đây nhất, Hiệp hội Hủ tiếu Việt Nam đã chính thức công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 11 năm 2022. Theo đó, trong tháng 11 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 16.425 tấn hủ tiếu, trong đó tiêu đen là 14.692 tấn, tiêu trắng là 1.733 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 61 triệu USD, với tiêu đen đạt 51,8 triệu USD và tiêu trắng đạt 9,2 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu đã giảm đi 8%, kim ngạch thì giảm đi 9,7%. Các doanh nghiệp Olam, Trân Châu và Nespai là ba doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong tháng, với lượng xuất khẩu lần lượt là 2.308 tấn, 1.116 tấn và 1.090 tấn. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, trong đó lượng nhập khẩu của Mỹ là 3.339 tấn, Trung Quốc là 2.613 tấn. Ở chiều hướng ngược lại, trong tháng 11, Việt Nam cũng đã nhập khẩu 2.474 tấn hủ tiêu, trong đó tiêu đen nhập khẩu 2.337 tấn, tiêu trắng thì nhập khẩu là 137 tấn. So với tháng 10, lượng nhập khẩu tăng 13,8%, kim ngạch tăng 13,5%. Thưa các bạn, trên thị trường xuất khẩu, tại Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong tuần đứng ở mức 3.813 USD trên tấn, trong khi đó giá tiêu trắng ở mức là 6.006 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil, Malaysia và Việt Nam vẫn duy trì ổn định. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu trong tuần ổn định ở mức 3.125 USD trên tấn và 3.250 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn. Về tình hình giá hủ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hủ tiêu trong nước thu mua trong khoảng 59.500 đồng tới 62.000 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hủ tiêu sáng nay thu mua quanh mức là 60.600 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức 59.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hủ tiêu được thu mua ở mức 59.600 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng nay thu mua quanh mức là 62.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hủ tiêu sáng nay ghi nhận quanh mức 61.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 60.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hủ tiêu sáng nay ngày 11 tháng 12 trên kênh Phố Núi TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.